Và một điều đặc biệt nữa ở bộ khuôn chân khuôn chậu lục giác 65 này mà chưa có bộ chậu nào có cái điều này, đó là chúng ta có thể là đổ liền cả chậu lẫn chân kỷ bằng cách là chúng ta sẽ bỏ cái tấm đáy ra, bỏ tấm đáy của bộ khuôn chậu ra, ta lắp vào luôn phần chân kỷ để ta lắp như này. Và lưu ý là chúng ta sẽ cài hết các ống nhựa vào. Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay là mình sẽ quay một video ngắn về quá trình lắp ghép bộ khuôn chậu lục giác đường kính 65cm này. Bộ khuôn này vừa mới ra nhưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của anh em làm chậu trên toàn quốc. Và trong 2 ngày hôm nay thì rất nhiều bộ khuôn đã được gửi tới các cơ sở làm chậu ở trên cả nước. Hy vọng là video này sẽ kịp thời để giúp cho anh em có thể là lắp ghép được đơn giản hơn và nhanh gọn hơn. Đây, trên video anh em thấy ở đây là đang lắp cái phần vỏ ngoài của bộ chân kỷ. Bộ chân kỷ này có chiều cao là 25cm, bao gồm 6 miếng nhựa vỏ ngoài và 6 miếng của lòng trong. Một lát nữa sẽ lắp ghép 6 miếng của lòng trong vào. Để lắp ghép thì đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng ốc cài nhựa. Chúng ta sẽ tiến hành thao tác lắp 6 mảnh khuôn lại với nhau. Phần này có lẽ là rất là quen thuộc với các anh em làm chậu rồi. Bộ khuôn chậu lục giác rộng 65cm này có chiều cao là 30cm, chiều rộng miệng là 65cm, chân kỷ cao 25cm. Đấy, như vậy là chúng ta vừa xem thao tác lắp xong phần vỏ ngoài của bộ khuôn. Còn đây là 6 miếng lòng trong của khuôn chân kỷ. 6 miếng lòng trong của khuôn chân kỷ này sẽ được lắp lại với nhau bởi 24 con ốc sắt. Và những ốc sắt này sẽ được gửi kèm khi mà anh em mua khuôn tại cơ sở khuôn chậu cảnh Tiên Yên. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ thao tác lắp từng miếng lại với nhau như thế này. Với cấu tạo của bộ khuôn chậu mà có cả lòng trong của cả chậu lẫn chân như này thì kỹ thuật làm nó hết sức đơn giản. Chúng ta chỉ trộn bê tông theo tỷ lệ là 1 xi, 2 cát, 2 sỏi nhỏ và chúng nó đánh thật nhuyễn ra rồi đổ vào. Đấy, phần chậu thì sau khi đổ khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ là chúng ta sẽ tháo luôn lòng trong. Còn phần chân như này thì chúng ta có thể đổ sau 24 giờ đồng hồ, chúng ta tháo luôn cả vỏ ngoài lẫn vỏ lòng trong của cái khuôn chân này, rất là dễ. Như ở video lần trước thì mình đã quay lại cái quy trình đổ bộ khuôn chậu này rồi. Nếu mà anh em nào mà chưa xem được thì hãy xem cái video đã phát ở trước đây. Cách đây 2 ngày thì đã phát cái video rồi. Anh em xem lại ở trong kênh YouTube của mình. Nên nếu như anh em nào mà muốn sở hữu bộ khuôn này thì có thể liên hệ với cơ sở khuôn chậu cảnh Tiên Yên. Địa chỉ là xã Tiên Lãng, huyện Tiên, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại 0975 338 414. Hoặc là chúng ta có thể truy cập vào trang website là khuonchậu.com. Tất cả những khuôn chậu ở cơ sở mình đều miễn cước vận chuyển đến tận xưởng khách hàng trên toàn quốc. Đây, anh em có thể xem được phần lòng trong của chiếc chân chúng ta đã lắp gần xong.
Và lòng trong này sau khi lắp xong là chúng ta cứ thế để đổ, chúng ta không phải tháo ra nữa. Phần này ta lắp cố định. Sau khi lắp xong chúng ta sẽ lắp vỏ ngoài và lòng trong vào như thế này. Để giữ cho vỏ ngoài và lòng trong của bộ khuôn chân kỳ này, chúng ta sẽ cũng sử dụng ốc cài bằng nhựa, chúng ta lắp hết vào. Có thể nói rằng là trong thời gian gần đây, việc sử dụng những bộ khuôn chậu bằng nhựa ABS mà có cả lòng trong như này thì đã giúp cho các cơ sở sản xuất chậu cảnh trên toàn quốc của chúng ta nhàn đi rất nhiều, và đã sản xuất ra rất nhiều những mẫu chậu đẹp để phục vụ nhu cầu trồng cây của bà con. Đấy, như vậy là đã lắp xong cái lòng trong của bộ khuôn chân kỳ này rất là chắc chắn. Để anh xem toàn cảnh bộ khuôn như này, có thể nói là một cái dáng chậu rất đẹp. Bộ khuôn này 6 mặt để gỡ họa tiết là hoa sen và có phần chạy triện gấm ở bên trên. Lòng trong của bộ khuôn này là cũng được đúc liền, chúng ta về là chúng ta lắp vào là đổ luôn nhé, không cần phải lắp ghép như một số bộ ở chậu lớn ở đợt trước. Đấy, còn đây là bộ chân kỳ đã lắp xong. Khi đúc thì chúng ta chỉ việc để như này và ta đổ bê tông vào trong là xong chiếc chân. Và một điều đặc biệt nữa ở bộ khuôn chân khuôn chậu lục giác 65 này mà chưa có bộ chậu nào có cái điều này, đó là chúng ta có thể là đổ liền cả chậu lẫn chân kỳ bằng cách là chúng ta sẽ bỏ cái tấm đáy ra, bỏ tấm đáy của bộ khuôn chậu ra, ta lắp vào luôn phần chân kỳ để ta lắp như này. Và lưu ý là chúng ta sẽ cài hết các ống nhựa vào. Ở video tới thì mình sẽ quay cái quy trình đổ bộ khuôn chậu như này với cách lắp ghép chân và chậu liền nhau như thế này. Đấy, anh em thấy được dáng chậu rất đẹp, ta lắp liền này và đổ liền khối luôn. Đấy, khi đổ liền này chúng ta tháo lòng trong ra trước, ta sẽ đổ đầy vữa vào bên trong của chân, đổ đây, sau đó chúng ta mới tiếp tục lắp lòng trong và đổ. Và cơ sở khuôn chậu cảnh Tiên xin cảm ơn tất cả các anh em sản xuất chậu cảnh trong cả nước đã ủng hộ cơ sở chúng tôi trong thời gian qua. Và cơ sở còn rất nhiều video đã đăng ở trong kênh YouTube này, hy vọng là anh em có thể tham khảo và góp ý cho kênh YouTube của cơ sở khuôn chậu cảnh Tiên ngày càng phong phú hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.